VnSide chào các bạn. VnSide bắt gặp những tác phẩm của anh Chính Hiệu. Mình nhìn đây cái biết luôn của anh Chính Hiệu rồi. Đấy, một cái tác phẩm xanh quê đặc biệt. Ở đây anh. Em chào anh. Chào tạm. Đang lẩm bẩm mà nhìn cái cây này biết dáng người. Nói chung chả khác dáng anh thế nào. Anh đứng đây cho mọi người xem đúng dáng không nào. Cũng mảnh mảnh như vậy. Đây, quý vị nhìn này. Đấy, cũng mảnh mảnh vậy thôi. Nhìn là biết là cây Chính Hiệu. Đúng dáng Văn Nhân đúng không? Đúng dáng Văn Nhân. Tuyệt vời. Thực ra nó là thương hiệu của anh đấy anh ạ. Vâng. Tác phẩm này là thương hiệu của anh. Cái này cái xanh quê nhỉ? Xanh quê đây thắng. Nhưng mà em thấy da cũng đẹp thật sự. Ừ, da nó chùn chuẩn này. Vâng. Đẩy nu này, đây nu tự nhiên này quý vị này. Đấy, đây là cái nu tự nhiên này. Đẹp. Đó nó nu đến đặt đầu răm ấy. Và người ta nói câu rất hay, các cụ nói đúng, dao sắc không gọt được chuôi. Của anh không thể nào diễn tả được hết cái đẹp đâu, mà phải để chúng em cảm nhận anh ạ. Đấy, đúng không anh? Mình có quay á. Không quay. Mình có quay đâu. Anh có nói thật, người ta cũng bảo là anh nói quá, đúng không ạ? Nên là phải để chúng em. Đấy, quý vị thấy đúng không ạ? Những cái mà chúng ta khen thì như vậy, các cụ lại bảo là mẹ hát con khen hay, nhưng thực ra là đúng như vậy thật. Thật sự nó đẹp. Ra tận cái chỉ cái rằng cái này là cây không bị cắt giật một tí nào hết. Vâng. Các cụ nào một lèo luôn đấy. Một lèo, nhưng mà lại rất là đường hợp lý. Chuyển nó rất hợp lý. Vâng, đúng rồi ạ. Xong mà lá nó răm nó dày nhờ anh nhờ, lá dày lắm quá nhỉ? Quá dày chứ không phải là dày. Dày cực kỳ luôn quý vị. Mình cứ phải tỉa bớt răm. Theo anh bao nhiêu năm vậy ạ? Theo anh khoảng 7 tháng năm. 7 tháng năm. Cho em hỏi một chút thật sự luôn là cây này anh có ý định giao lưu chưa hay là vẫn đang muốn nuôi tiếp? À cũng trước đây thì cũng có một số người hỏi, nhưng mà mình làm nó cũng đang còn nhiều cái điểm mình còn phải làm thêm á. Vâng. Nên là mình cũng chưa có giao lưu. Dạ. Thì bây giờ thì nó cũng đến độ rồi. Tức là cháu đến tuổi lấy chồng rồi. Thì gả chồng tùy rồi. Duyên. Dạ vâng, tùy duyên. Nếu gặp ai mà người ta đam mê thực sự đấy thì cũng có thể. Cho em bật mí một chút được không? Thực ra Vionsai ít khi hỏi giá lắm. Ừ. Cho em xin đầu giá thôi. Nó đứng ở ngưỡng tiền tỷ hay tiền trăm. Ừ. Đấy, em hỏi như vậy được không ạ? Ừ. Đấy, anh có trả lời được không ạ? Thì nó trên dưới tiền tỷ vậy. À vâng, nó có cái chữ đấy đúng không? Hoặc là trên dưới, ừ, hoặc là giáp danh đúng không anh? Ừ. Đấy, VnSide xin phép. Thực ra VnSide rất ít hỏi giá về tác phẩm. Nhưng đây cây của người nhà, hoặc là trong truyền thông của anh em chúng tôi. Đấy, anh ấy mong muốn như vậy. Còn nó tùy theo cái thời điểm mà anh ấy cần tiền hay không cần tiền. Ừ. Đúng không? À quên, lúc nào cũng cần tiền, nhưng quan trọng nhất là cần đến mức độ như thế nào. Lúc nào mà sắp đào thổ đi. À, tác phẩm của anh dáng tên là gì anh nhỉ? Trước đây thì chủ nhân cũ người ta đặt tên cái thanh Tráng Tùng. Vâng. Thì bây giờ mình cũng gọi vậy, mình chưa biết tên nào đẹp. Như anh vừa nói câu từ Văn Nhân hay. Ừ. Anh ạ, em thấy từ dáng Văn Nhân hay hơn. Ừ. Em thấy Văn Nhân hay hơn. Vì cây Tráng Tùng ấy là trên cái chân này nó có những cái đường bông nhỏ nhỏ của cái cây Tùng La Hán cơ. Đây là Văn Nhân. Cái bản đây nó có một cái cành rơi thì vâng, nó cũng giống như một cái tùng. Cứ gọi cái là Văn Nhân rơi. Hay ạ. Nó tùy thôi. Vâng. Ừ, mình cứ theo trân trọng đi. Đến đâu cái nhà. Anh chào anh nhá. Chào em nhá. Nó không có cái nét riêng của nó. Mà em bảo nhìn người biết chủ anh ạ. Riêng cây này đừng bán. Giá ơi giời. Ơi giời, anh buồn cười, đang vừa bảo cân cây tiền. Cây này là cây đưa thương hiệu của ông ấy. Vì là đi đến đâu là người ta biết đây là của Chính Hiệu rồi. Ờ vừa mới bảo đang cần tiền là sẽ bán xong. Không đừng, đừng bán. Cái dáng này mà chơi cây đầm lùn nó không phải kiểu. Đúng rồi. Thế nên là ê, nhà đã ổ đi hết đâu, cứ nhìn cái là biết của Chính Hiệu rồi. Không, 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 không được. Được. Anh ơi, bọn em truyền thông lắm lúc cũng đói lắm, cũng phải bán thôi. Kệ nó điểm đi hả, chả đói. Thế nên là chú đói thì chắc bọn tao thôi. Cây ai đây đẹp thế nhỉ? Cây của anh Chính Hiệu. Còn cây này nữa anh đúng không anh? Cây này nữa đúng không anh? Người nổi tiếng mà khác. Đây cổ phần sai Chính Hiệu quý vị. Vậy là anh mang hai tác phẩm. Anh Hùng anh nói với tôi chứ VnSide chia sẻ thật sự. Anh Chính Hiệu anh ấy rất muốn gọi là chia sẻ những cái đồ chơi của mình khi một thời gian đã đạt chín mùi. Vì ai cũng thế, mỗi người chơi một thời gian, đúng không anh Chính Hiệu? Chúng ta chơi đồ chơi này thì luôn luôn muốn có tác phẩm mới, đúng không anh? Mình bán cái này lại mua cái khác. Còn nói sự cần tiền thì thật sự trong cuộc sống này ai cũng cần tiền cả. Nhưng quan trọng mình cần đến mức độ nào thôi. Đấy, nên là VnSide là lúc anh em chúng tôi có nói câu gì nó quá thì cũng mong mọi người thông cảm anh nhỉ. Vì chúng anh em chúng tôi là truyền thông mà. Đấy, lắm lúc cũng hài ước. Thắng trên cây thắng biết, thắng làm truyền thông thắng biết. Thì trên cây này bao nhiêu tiền nó ít. Đúng rồi ạ. Mà đặc biệt là mình có tiền nhiều đâu.
Đúng rồi ạ. Ví dụ như mua một cây là muốn mua 10 cây, mua 100 cây. Cho nên là anh em mình có lúc nào có tiền đâu. Kể cả bây giờ bỏ bán cái cây một vài trăm triệu, thấy nó to, nhưng mà có khi đến mai là chả còn nghìn nào. Vâng. Em thấy một đặc điểm này này, mà hầu như này, anh em chơi cây thường thường là nâng xa. Tức là bán một cây ví dụ như là 100 triệu nhưng phải mua cây 101 cơ. Luôn luôn muốn lên tiền chứ không phải muốn bớt đi anh ạ. Đấy là em thấy hầu như anh ạ. Càng chơi thì mình càng phải cái vườn này chất lượng hơn. Vâng, đúng rồi. Cảm ơn anh đã chia sẻ rất là nhiều. Vâng. Đây tác phẩm này em thấy là cũng thay đổi rất nhiều năm tháng theo về với anh. Thật sự nó là một cái cảm xúc vâng đúng không ạ? Rất nhiều anh ạ. Em thấy nó đẹp hơn rất là nhiều. Vâng, quan trọng nhất là cái màu da nó còn quay lại vị trí ban đầu của tác phẩm. Ngày trước vì mình vừa trồng mới này, nó lại làm đá này, dần dần nó bị lại da. Đấy, nhưng bây giờ nó ổn định rồi. Sự em chúc mừng anh. Em giật mình với hôm vào mời ông đi theo đoàn Hải Dương mà em nhìn này em thật sự thấy thay đổi rất là nhiều. Nhiều người bảo là thay đổi chúc mừng anh. Mình chăm thì mình cũng không cảm nhận được lắm. Vâng. Như cây này thì em lại muốn anh giữ lâu một chút. Ừ. Anh ạ, em muốn anh làm thương hiệu của anh từ cây này. Ừ. Còn cái cây ghê thì anh chơi cũng được 7-8 năm rồi. Ừ. Gọi là thôi anh em nào quý và thích cái dòng xanh như vậy thì có thể giao lưu với nhau. Ừ. Thì theo số điện thoại nào anh nhỉ? Số điện thoại của anh bao nhiêu nhỉ? Anh là 0986-263-363. 0986 263-363. 263-363. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Chia sẻ quý vị các bạn, đấy là bác bảo vệ, bác ngồi. Đây là một cây nữa. Cây này có tên chưa anh Chính nhỉ? Chưa, mình để cây trực. À, để cây trực thôi. Em tưởng đây là tác phẩm là hạnh phúc. Đây anh nhìn. Hai ông bà nhà này hạnh phúc quá gì nữa. À, hạnh phúc rồi, có tên của ông bác ấy là nhỉ? Chín nào đi nở, ăn cháu mà lúc nào cũng ngồi bên cạnh nhau vậy. Vâng. Tác phẩm hạnh phúc là của chú Hiệu Còi rồi. Đúng không? Đấy. Nhìn hai vợ chồng. À đây, thưa rồi quý vị. À, hôm nay video sai nói một chút nữa. Tại sao anh chị có tên là gần các video là Chính Hiệu? Đấy, Chính đây ạ, đây là Chính ạ, đấy chị Chính. Còn đây là anh Hiệu ạ. Đấy, nên là anh phải đưa chị lên trước là tên là Bonsai Chính Hiệu. Có đúng không anh? Đúng ạ. Thì chú cho đúng là đúng. Không, người hỏi có đúng không ạ? Cái tên của anh là như là tên, hai tên hai vợ chồng đúng không ạ? Đúng rồi. À vâng, đấy, anh lấy tên kênh là hai vợ chồng. Vợ là Chính, mình là Hiệu. Đúng rồi, đấy, nên em bảo rồi mà. À, chào chị Chính nhá, em quay tí. Cái này nó đang lên tem anh ạ. Đang lên tem. Đang lên tem. Vâng. Bắt đầu lên tem anh ạ. Mịn màng, chỉ sáng trơn anh ạ. Cái chậu cũng rất hợp anh ạ. Đấy, video sai xin phép chia sẻ. Mời anh Chính Hiệu đứng ở giữa kia một chút để em chia sẻ cái khoảnh khắc mà anh vừa làm truyền thông cho mọi người mà mang cây đi dự để chơi. Đó là một sự hy sinh và cố gắng rất nhiều cho những người truyền thông. Anh ơi, anh quay đây ạ. Vâng, anh ơi, anh quay đây một xíu ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.